Tôi nhớ ta không? Nhớ ghê. Nhớ thì đắm mạnh chút đi. Dạ được. Quỳnh Lan em kính tiểu hoàng gia một ly nè. Được. Quả thật là rượu ngon. Các người thoa cái gì mà thơm quá vậy? Nói cho ta biết coi. Tại vì tụi em biết tiểu hoàng gia thích cái mùi thơm này lắm, cho nên ngày nào cũng thoa hết. Tôi còn nhớ cái ngày đó, tôi đem bông đi giao dùm cho mẹ của tôi tới tiểu lầu. Ngờ đâu lại gặp phải cái tên ma đầu đó. Xin lỗi nha. Hãy cho ta hôn gái đã. Vô đi. Mua một cái đây. Đây. Để tí. Ô, cô Nga, tới đó hả? Tôi đem bông tới giao cho chú nha. Bông này không phải tôi mua đâu. Vậy thì ai mua? Là do đại gia trên lầu bỉ tôi mua đó. Vậy thì làm phiền đại thuốc mang lên giùm tôi đi nha. Không được. Ông đại gia đó phải dặn cô nhất định phải mang lên trển. Ông đang chờ cô trên lầu á, cô lên đi. Đậu cô nương à, cô mang lên trển đi mà, nhanh lên đi. Đúng rồi. Mang lên trển đi hả? Nhanh lên, mang đi. Làm ơn lên đi hả? Vô đi. Tôi đã chờ cô dọn dẹp ba cái thì rồi đó. Đông môn thiếu tôi rốt cuộc đã chờ được cô rồi. Tại sao anh lại biết tên của tôi là Nga? Tại có lòng với cô đó. Một mông phong cần ở đây. Ê, sao mà vội vã đi quá vậy? Tôi còn chưa có trả tiền cho cô mà. Đây là 500 lượng à. Cô hãy nhận lấy đi. Vậy ông trả 2 lượng là đủ rồi. Nhưng mà đối với tôi mà nói, 500 lượng cũng là ít rồi. Từ nay bông của cô bán tôi hoàn toàn mua hết. Ông muốn cái gì đây? Tôi không có muốn gì. Tôi chỉ là muốn mời cô uống một chung rượu thôi. Bộ ông tưởng là ông có nhiều tiền là ông muốn cái gì cũng được sao? Ông tưởng ở trên đời này ai cũng có thể dùng tiền mà mua chuộc à? Ông đã lầm lẫn rồi. Hay, xưa nay chưa có một cô gái nào dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Cô càng như vậy thì tôi càng bắt cô phải uống rượu với tôi. Qua đây. Ông buông tôi ra đi. Cái kiểu này rượu mời chắc là không uống. Muốn uống rượu phạt hả? Thả tôi ra. Chính người thích cái nết cô như vậy đó. Lại là cô nữa hả? Ông chủ à, tôi xin ông cho tôi mua thiếu thêm 2 cái bánh bao nữa đi. Nửa tháng này tôi bán thiếu cho cô nhiều lắm rồi. Không bán nữa đâu. Cô đi. Mẹ của tôi không có ăn cái gì hết. Tôi sợ là bà không chịu nổi. Ông Triệu à, tôi xin ông rộng lượng hỷ xả một chút đi. Tôi đâu có phải là thánh thần mà phải hỷ xả. Cô đi. Đuổi cô đi. Đi. Mai mốt đừng có cho cô tới đây nữa. Chị lấy ăn đi.
Mẹ à, con có bánh bao nè, mẹ lấy ăn đi. Con mẹ à, con đang rồi. Con vợ mẹ, con không có ăn đâu, con không ăn mẹ cũng không ăn. Dạ được, con. Ngài cũng cho mình làm ma quỷ lắm xa. Không lẽ hai mẹ con mình phải chết như vậy thì sao? Mẹ. Đi cho bà thôi. Ây da, Biểu Thẩm mà. Con là Quỳnh Tiểu Nguội nè. Bộ mà quên rồi hay sao? Đã lâu quá rồi không có gặp con. Dạ phải, dạ phải. Hôm qua vì vô tình con mới biết được hoàn cảnh của mợ. Con đã hỏi nhiều người lắm rồi. Thì ra là mợ ở đây. Ây da, đúng rồi, xém chút con quên mất. Con có đem đồ ăn tới cho mợ nè. Nè, nè, mợ ăn đi. Không cần ngại đâu, ăn đi. Vậy làm phiền quá. Ây da, mặc dù là bà con xa nhưng mà cũng là bà con mà. Mợ đừng có ngại nha, mợ cứ ăn đi. Cảm ơn, cảm ơn. Ây da, chuyện của mợ hả? Tôi đã biết rõ hết rồi. Trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc họa lúc phước. Ây da, nhưng mà đâu có thể nào cứ như vậy hoài được đâu. Chúng tôi đã tới đường cùng rồi. Ây cha, con đường là do người bước đi thôi. Ngay là gì? Mở cứ dọn tới Hoàng Phủ ở đỡ đi. Hoàng Phủ? Dạ phải, đó là tiếng tăm lẫy lừng của Tịnh Nam Hoàng Vũ đó. Nè, hai mẹ con mở cứ ở tạm đây trước đi. Vậy thì hay quá, yên thân rồi đó. Quỳnh Đại Thẩm à, hả? Nếu không phải nhờ cô kiếm tôi kịp thời thì hai mẹ con tôi thì thê thảm. Cảm ơn cô nhiều. Ây da, mình là chỗ bà con mà, cần gì phải khách sáo. Quỳnh Đại Thẩm à, hảo ý của thím, chúng tôi thiệt là cảm ơn. Nhưng mà chúng tôi không biết phải cảm ơn thím bằng cách nào. Hay là vậy đi, bắt đầu từ ngày hôm nay thì cô Nga này phụ giúp cho tôi. Còn mợ á, thì để tôi kiếm công việc gì nhẹ nhàng để cho mợ làm. Vậy thì yên lòng rồi, có phải không? Cảm ơn. Hai vị cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài nha. Dạ được. Mẹ à, mẹ ngồi đi. Không ngờ, trong thiên hạ lại có người tốt bụng như vậy. Nếu như không phải nhờ bà, thì hai mẹ con mình không biết phải làm sao đây. Ăn đốn hai người đàng hoàng chưa? Tất cả đều theo chỉ thị của tiểu hoàng gia xong hết rồi. Được. 1.000 lượng này thưởng cho người đó. Cảm ơn tiểu hoàng gia, cảm ơn tiểu hoàng gia. Lần này ngươi làm được hay lắm, ta rất là thích. Càng thích cái người mà đem bông tới cho ta trong lữ quán nữa. Nô tỳ cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Xong việc rồi. Nô tỳ cáo lui. We'll be right back.
Tiểu hoàng gia, những thứ đồ sang trọng như vậy tôi không dám nhận đâu, tôi không dám nhận đâu. Ê bà Thái à, đồ này đâu phải là quan trọng. Đây bất quá chỉ là tơ lụa thôi, bà cứ nhận đi. Còn đồ bổ để cho bà tẩm bổ sức khỏe, cứ nhận đi, đừng có khách sáo hả? Tiểu hoàng gia, ông đừng có làm khó dễ tôi. Người ta nói vô công bất thụ lộc, tôi không có làm gì cho tiểu hoàng gia hết. Thử hỏi làm sao mà dám nhận hậu lễ như vậy. Thật ra là bà có thể làm cho tôi một việc chứ. Chuyện gì? Chỉ cần mở trước mặt của cô Nga, nói giùm tôi vài câu tốt lành thì được rồi, hả? Ý của tiểu hoàng gia là... Đối với tôi thì tôi rất là trịnh trọng cô Nga lắm, bởi vì cổ khác với mọi người. À phải rồi, chút nữa tôi quên mất. Ở đây có một ngân phiếu, bà cứ nhận đi. Không được, tôi không dám nhận đâu. Tôi không nhận được. Cứ nhận đi. Nếu mà có việc gì cần, cứ nói cho tôi biết. Tôi còn có việc khác phải làm, tôi xin phép. Tiểu hoàng gia. Có phải là cổ không? Nhưng đúng là cổ rồi. Nô tỳ không có nhìn lầm đâu. Nô tỳ thì không hiểu tại sao tiểu hoàng gia ở trong hoa viên đã có nhà ba lần nhìn trộm cổ đó. Hèn chi lúc này ít khi thấy tiểu hoàng gia xuất hiện. Thì ra hắn đã đi thường một kẻ hạ nhân. Ta phải đi hỏi tiểu hoàng gia cho rõ ràng mới được. Thật ra có chuyện gì muốn hỏi đây? Không lẽ Bình Nhi muội muội lại ganh ghét ghen tuông à? Người đang nói cái gì đây? Muốn nói thì cũng phải có bằng có chứng chứ. Dĩ nhiên có. Ta tin chắc rằng lòng của người đã hiểu rõ. Không cần phải nói nhiều. Cứ việc đi hỏi đi rồi biết. Bộ ngươi tưởng là ta không dám hỏi à? Nhưng mà ta không bao giờ mắc mưu người đâu. Người muốn ta đi về phía Tây thì ta dứt khoát đi về hướng Đông. Những gì ta làm không để người đoán được đâu. Nè, nơi này là phòng sách của tiểu hoàng gia. Người phải ráng mà cẩn thận đó nha. Người phải nhớ cho thiệt là kỹ, đừng có rớ đồ bậy bạ đó, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Vậy được, lo làm đi. Nè, người phải nhớ kỹ nha. Nhất định nó phải cẩn thận đó. Nga, đồ vật này là của ai vậy? Nga, để mẹ nói thiệt cho con biết nha. Là do tiểu hoàng gia tặng cho mình đó. Ông kêu mẹ phải ráng giúp ông, phải ở trước mặt con nói tốt giùm ông. Mẹ, mẹ nói là tiểu hoàng gia đó thì tình là Đông Môn Thiếu Gia. Là ông nói đó mà, sao con lại hỏi như vậy? Mẹ à, mẹ còn nhớ kỳ rồi con có giao bông tới lữ quán đó hay không vậy? Nhớ chứ, mẹ nhớ. Sao còn lại nhắc tới ổng? Chính ổng là người mua bông đó. Ông muốn làm nhục con. Tên thiếu hoàng gia đó, bề ngoài hớn hở, thì ra là đầy dẫy giả tâm.
Nhưng mà đồ đạc nhiều quá, mình phải làm sao? Tại sao cô không chấp nhận hảo ý của tôi? Thật là hảo ý của ông hay sao? Ông nghĩ là xài tiền dùng quà cáp thì có thể mua được lòng người sao? Ê, khoan đã, cái này là thật lòng của tôi mà. Ở trong lúc mẹ con của cô gặp chuyện cùng cực, tôi ra tay giúp đỡ, đó là chứng minh tấm lòng của tôi mà. Không, tôi muốn nói là Dương Đại Thẩm. Đúng là cho tôi kêu bà làm vậy, bởi vì tôi sợ cô từ chối. Gì ra? Tôi nói cho cô biết, cô ở trong phòng khách của tôi phát giác ra một chuyện bí mật lớn lao của phụ hoàng tôi. Nếu mà để cho ông biết được, cô nghĩ coi ông sẽ đối xử với cô như thế nào. Bây giờ tôi không nói ra tiếng nào cả, chẳng lẽ là cô không hiểu được lòng dạ của tôi hay sao? Cô Nga, cô Nga. Ngươi thiệt chính mắt nhìn thấy à? Tuy rằng không phải ta đã nghe được hết mọi chuyện, nhưng mà tình cảnh lúc đó ta đã thấy. Đông Mùng Thiếu quả thật rất kích động à. Vậy mà cô nói ta là người yêu quý bao nhiêu của hắn, thì đây tất cả đều là gạt ta. Gạt ta thôi, gạt ta mà. Ta không bao giờ tin hắn nữa đâu. Tại sao người lại nói cái chuyện này cho ta biết? Ngươi làm như vậy với ý đồ gì đây? Tại vì Đông Môn Thiếu, hắn cũng đã từng nói với ta như vậy. Ta là người hắn yêu thương duy nhất. Ta không có tha cho hắn đâu. Ta phải kiếm hắn thanh toán. Khoan đã, khoan đã. Trước khi chưa có bằng chứng thì không nên nóng nảy như vậy. Tại sao hoàng gia lại phải gặp tôi vậy? Chắc là lúc nãy người vô phòng sách đã phá cái gì của ổng rồi chứ gì. Lát nữa người đừng có nói là ta giới thiệu cho người nữa nha. Hả? Cô không chịu đi, đi mau đi. Úi dạ. Vô đi. Dân nữ phụng nào, cấu kiến hoàng gia. Cái phòng của ta là do người quét dọn đó hả? Dạ phải. Ta nghĩ là không có ai giống như người dọn dẹp cái phòng ta đàng hoàng qua. Khá lắm, hợp ý ta lắm. Ngoài ra còn điều gì cần dặn nữa hay không? Tạm thời không có gì nữa, ngươi hãy đi ra đi. Ta hoàng gia. Hay lắm, hay lắm. Nghi ngờ họ có chuyện không ổn hả? Mẹ à, mẹ suy nghĩ coi. Mình vô ở được trong hoàng phủ này đều là do một tay của Đông Môn Thiếu sắp xếp. Vậy thì nhà mình bị cháy, cùng với bông hoa của mình có độc, có khi nào liên can với nhau hay không? Đúng à, có lẽ là như vậy. Trước tiên thì hắn tạo cho mình lâm vào cảnh ngộ tận cùng, rồi sau đó sắp xếp cho Dương Đại Thẩm xuất hiện kịp lúc. Thật ra cái đó hoàn toàn là quỷ kế. Ây da, nghĩ ra thì là đáng sợ quá. Có chuyện vui, có chuyện vui rồi. Dương Đại Thẩm. Ý da, bà Thái à. Nga, lần này hai mẹ con bà thì có phước quá, được phát tài rồi. Hả? Quan gia, có phải ông chị muốn cưới Phụng Nga hay không? Quan gia không được đâu. Phụng Nga chỉ là một cô gái thấp hèn thôi. Tại sao hoàng gia ngài lại... Bộ bọn ngươi cao quý lắm sao? Một người là ca kỹ, một kẻ là con của ông mổ heo. Hơn được đậu Nga sao?
Thật ra khá lắm, thật khá lắm, thật tốt hết sức. Đúng rồi, cổ quả thật là tốt lắm. Thì cũng tốt mà, tốt đến nỗi cả đồng bồn thiếu cũng bị cổ mê muội luôn. Thì bởi vậy mới nói, nghe nói là cổ vừa mới bước vô dược phủ thôi thì đồng bồn thiếu giờ đã lo lắng hơn cần rồi. Có thật như vậy sao? Dĩ nhiên là thiệt rồi, trong dương phủ ai mà không biết ba cái chuyện này. Vậy đó. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đừng có nói nữa. Cái gì mà càng khó chiếm được thì ta càng phải chiếm đoạt. Tại sao hoàng gia nhất định phải cưới con? Nhất định là có âm mưu gì? Mẹ à, theo con nghĩ mình nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Mình phải đi cho mau. Nhưng mà mình làm sao thoát được chỗ này đây? Nhất định phải lén lút trốn đi, đừng bao giờ để cho người khác biết được. Chuyện này càng nhanh thì càng tốt. À, mẹ à, ngay đêm nay mình phải rời khỏi chỗ này. Được, nhưng mà mẹ sợ quá. Mẹ à, mẹ đừng có sợ quá, con tin tưởng là nhất định trốn thoát được ra khỏi chỗ này. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà mình vĩnh viễn mất đi đầu Nga hay sao? Mình làm bất cứ điều gì điều trái ngược với mình cả. Chẳng lẽ mình muốn một người lại bị sự cản ngăn vậy sao? Đậu Nga, nếu ta không cưới được người, ta nhất định đoạt được người cho bằng được. Sao chứ, tự nói thầm với tâm kiến hả? Có chuyện gì không phụ hoàng? Về việc ta định cưới Đậu Nga, ta muốn nghe ý kiến của người. Còn có được tư cách đó hay sao? Người cứ việc nói, mà phải nói thẳng thắn trước mặt của ta. Có phải người không muốn đoạt được Đậu Nga không? Thưa phụ hoàng, Đậu Nga bất quá chỉ là một người con gái bình thường mà. Gì mà ngươi muốn đoạt được? Ngươi đã đoạt lấy được rồi chứ. Mỗi hành động ngươi ở trong dương phủ này, bọn ngươi tưởng là ta không biết sao? Thật ra ta đều nhìn thấy hết tất cả. Ngươi nên hiểu rằng trong bí mật của ta lẫn của người đó chẳng qua cùng chung mục đích chiếm đoạt thiên hạ. Còn đàn bà đó chỉ là chuyện tầm thường. Tại sao ngươi lại phải tranh giành với ta? Con đã hiểu rõ. Ở trong đó có một việc này, con muốn bẩm báo cho phụ hoàng biết. Chuyện gì đây? Đậu Nga đã vô tình nhìn thấy cuốn sách Thống Nhất Giang Sang mà do phụ hoàng soạn thảo. Thiệt hả? Cha có thể chấp vấn cổ trước mặt thì cha sẽ biết rõ ràng được mọi sự. Đừng có trách ta đánh trúng ngay cái điểm yếu của người. Bởi vì ta biết người không bao giờ lon truyền ra ngoài. Ta biết người nhất định phải giữ mặt mũi. Bởi vì người đột nhiên phải cưới cổ là vì người muốn che giấu cái sự bất lực sinh lý của người thôi. Đậu Nga, ta không đoạt được người, ta cũng không thể nào để cho người khác lấy được người được. Nga cô nương, có chuyện gì? Dương đại thẩm bị cô ấy qua phòng cưới. Qua bên phòng cưới để làm gì? Dương đại thẩm nói là bà có lỗi với hai mẹ con cô, muốn bù đắp lại, cho nên muốn âm thầm giúp cho hai người trốn khỏi dương phủ. Đại khái là như vậy. Tôi sẽ qua bển liền, cảm ơn nhiều. Không lẽ Dương đại thẩm bị lương tâm cắn rứt, thiệt tình muốn giúp cho mình trốn? Khó nói lắm. Thì cứ qua phòng cưới sẽ biết bà muốn nói gì. Mẹ à, để con đi cho. Mẹ lo thu xếp hành lý đi nha. Lát nữa con sẽ trở về đón mẹ. Con cẩn thận nha. Con hiểu rồi.
Dương đại thẩm, Dương đại thẩm. Đậu ngã. Phen này dù cô có cắn cũng có mà bài. Ông thì là đây hèn, ông muốn gì đây? Cô muốn nói sao cũng được. Vì để đòn được cô, dùng mỗi thủ đoạn cũng đáng lắm chứ hả? Bây giờ cô có hai con đường để chọn. Một là cô phải chịu theo tôi, còn hai là cô chỉ có con đường chết. Cô chọn cách nào đây? Chuyện này giống như làm được tốt lắm. Tao thưởng cái này cho ngươi. Cảm ơn ngươi đại thẩm. Ê, bây giờ mình chia ngã mà đi. Ngươi đi bên này, còn ta đi bên kia. Dương đại thẩm. Ngươi là bà hả phu nhân? Đồng môn thiếu đâu? Đưa ta đi gặp hắn. Vợ tôi không biết ngỏng đi đâu. Ngươi, ngươi còn giả vờ. Cái chuyện đó là do ngươi đưa đường chỉ lối mà. Ngươi mà không biết nó ở đâu thì còn ai biết được nữa. Thôi thì không biết là ông ở đâu mà. Ngươi thì là không biết à? Thì không biết. Nhưng mà bây giờ ngươi có chịu dắt ta đi hay không? Thôi đừng giận dữ nữa. Bây giờ ngươi chọn một con đường nào đây? Ngươi không trả lời à? Ngươi nói đi. Ta bảo ngươi nói cho ta biết đi. Ông muốn tôi khuất phục với sự uy hiếp của ông thì không thể nào đâu. Ông giết tôi đi. Ông cứ giết tôi đi. Ngươi thật bắt buộc ta giết ngươi à? Cứ giết đi. Ngươi cứ giết đi. Nhưng mà ta... Đậu Nga, ngươi thì là khờ dại quá. Ta thương ngươi như vậy, làm gì mà nỡ giết ngươi? Rốt cuộc thì ngươi cũng để cho ta bắt được quả tàng. Các người... Ngươi là một kẻ tán tâm lương tâm. Ngươi đã dốc lòng gạt gẫm ta. Ngươi không những là gạt gẫm ta, mà ngươi còn lăng nhăng với người đàn bà của cha ngươi. Cô chính là người của cha ngươi. Ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ta phải giết ngươi nha. Ngươi đừng có dạy như vậy. Ngươi làm gì vô dụng thôi. Hắn không có sợ đâu. Chuyện của hắn mình phải báo cho hoàng gia biết, để cho hắn muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không yên. Thì được, ngươi cũng không chịu theo bọn ta đi. Được, đi thì đi. Dương đại thẩm, tôi làm mấy bả ép tôi làm thôi. Tự các người chuốc lấy thôi, để ta tròn vẹn cho các người nhé. Ở đằng trước nè, phụ hoàng đừng nghĩ cô là đàn bà. Cổ ra tay thật là ác độc đó. Phụ hoàng cho coi nè. Không phải tôi giết đâu. Không phải là tại tôi. Bắt cô lại. Dạ. Không phải tôi giết đâu. Tôi không có giết họ mà. Đừng có bắt tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Buông ra. Đi. Đi. Buông ra. Có chuyện nhận không? Tôi không có giết người. Tôi không có giết ai hết. Thật sự tôi không có giết người đâu. Tiểu hoàng gia tôi. Cổ có chịu nhìn nhận chưa? Bẩm tiểu hoàng gia, cổ không chịu nhận.
Không phải tại tôi đâu. Không phải tại tôi. Mẹ. Không phải tại tôi. Buông tôi ra đi. Không phải tại tôi đâu. Mẹ à. Nga. Nga. Mẹ à. Tại sao họ lại đánh con tới như vậy hả? Tiểu hoàng gia. Tiểu hoàng gia, làm ơn thả nó ra đi mà. Tiểu hoàng gia. Tiểu hoàng gia. Lôi bà ra. Mẹ. Nga. Mẹ. Nga. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Con của tôi bị hoàng đó. Mẹ. Nếu như người không có chịu ẩn trí thì ta sẽ giam cả mẹ của người luôn, rồi ta ghép tội cho bà xúi dục người, sai người đi giết chết hai người đó. Đừng nhờ. Đừng nhờ. Ông tha cho bà đi. Đừng có giam bà. Tha bà? Vậy thì ngươi có chịu nhìn nhận không? Tôi sẽ chịu ấn ký. Sau khi tôi ấn ký thì họ đem tôi ra chém. Trước khi mà chém tôi đã có thề với trời, tôi thiệt là bị oan ức mà chết. Tôi có nói một câu thề độc: lúc mà tôi chết, một, mau sẽ nhuộm đỏ dải treo; hai, là tuyết rơi tháng sáu; ba, khí cho Sở Châu hạn hán 3 năm. Con đừng có chết nghe nha, đừng có chết. Mẹ à, mẹ đừng có đau lòng nữa. Con đã nhận tội rồi, nó cũng là số mạng của con rồi. Nga, mẹ không tin con giết người. Mẹ không tin con giết người đâu. Con không có phạm tội đâu. Tại sao vậy? Mẹ à, mẹ đừng có khóc nữa. Quên được. Đi đi. Mẹ à, mẹ à, mẹ à, mẹ à, mẹ à, mẹ à, con không có con người. Ngươi còn gì nói nữa hay không? Quan lắm. Quan lắm. Tôi bị quan mà. Tôi bị quan. Tôi nhất định là phải chết ở một nơi sạch sẽ đàng hoàng. Tôi cùng muốn máu của tôi phải rơi xuống một nơi ô uế bẩn thỉu. Tôi phải để máu của tôi hoàn toàn dâng lên và nhuộm đỏ miếng vải đang treo. Đám tang của tôi phải có thể tan bạch mã. Trời phủ là một màn tuyết trắng xóa để đưa đám tang của tôi. Tôi còn phải bắt rơi một trận bão tuyết. Vì để trừng phạt cái nhân tình bất công này, tôi phải buộc khu vực ở làng Sở Châu này không mưa không gió trọn vẹn cả 3 năm. Ôi, tự nhiên gió lớn quá. Gió lớn quá. Sau khi mà tôi chết thì vong hồn của tôi đi xuống dưới địa phủ. Bốn tên quỷ sai áp giải tôi đi, họ đều thương xót. Họ có cho tôi một thời gian ngắn để tôi trở về đó trả thù. Tôi phải nhất định chính tay tôi giết chết Đông Môn Thiếu. Đúng rồi. 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 Đú
Cho anh một miếng đi. Nóng mà. Ta kiếm người đây. Đông Môn Thiếu, ta kiếm người đây. Đậu Nga, người đang ở đâu? Người đã hại ta, khổ sở lắm. Cho dù là ta có thành ma, ta cũng phải đem con người tán tận lương tâm, lòng lan dạ sói của người lôi xuống địa phủ. Quyết Đậu Nga, là do tiểu hòa trách người quá, tại người không biết lịch sự, tại người tự chuốc lấy mà thôi. Nợ máu phải trả bằng máu. Đậu Nga, Đồng Ngô Hiếu, cho dù ngươi có chạy đi đâu, ta cũng phải bắt người nợ máu phải trả bằng máu. Đậu Nga, ngươi đừng có tưởng ngươi thật ma mà ta sợ ngươi nha. Ta có thể khiến cho ngươi dần hồn tiêu tan. Đậu Nga, ngươi ra đây, ngươi ra đây. Đậu Nga, ngươi ra đây. Đồng Môn Thiếu, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Cả gan cho tỷ quỷ cũng không chịu theo ta đi nữa. Quan cả, tôi bị chết thì là quan ức, tôi phải báo thù. Ngươi không thể làm mẫu cả, thì ta đi về đi. Đừng Môn Thiếu, đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi mà. Tôi phải trả thù. Đừng Môn Thiếu, tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù. Đừng Môn Thiếu, tôi phải trả thù. Nếu như cô không trả được thù, sau đó vì cớ nào mà lọt vô tay của Mạo Dung Tuyết? Chuyện là như vậy, là do chính nguyên chủ đã cứu thoát sư tử trong tay của bốn tên quỷ tốt đó. Ngay trong lúc đó, tôi mới hiểu được là chính bà đã ứng nghiệm vào cái nguyện vọng đó. Vậy gì? Đạo bá tánh nó sợ cho bị hạn về thiên tai. Tôi cảm thấy thì là ai nói lắm, nhưng mà về việc cản trở hận hắn thì tôi lại bó tay vô phương. Tất cả những điều bất hạnh đó đều là do một tay của tên ác ma đó gây ra. Nếu vẫn tiếp tục để hắn lộng hành nữa thì nhất định là sẽ có nhiều kẻ vô can sẽ bị ám hại. Riêng mẹ của tôi chỉ có cách là giao giái trời Phật, ngay cho bà được sống bình phục trở lại, mà sống được yên ổn. Đậu Nga cô nương, xin cô yên tâm, sự oan ức của cô chúng tôi sẽ giải thoát giùm cho cô. Đúng đó Đậu Nga cô nương, cô đừng có nên đau lòng quá. Đậu cô nương, ở trước khi giải thoát dùm cho cô, chúng tôi phải nhất định giải quyết nạn hàng hán ở Sở Châu trước. Cô đã nói là ba nguyện vọng đó đều do Mạo Dung Tuyết giúp cô hoàn thành phải không?
vậy? Mà cô cũng nói hạn hán liên tục 3 năm đó, cô cảm thấy áy náy phải không? Nhưng mà cô lại vô phương. Giải linh thì cần phải có kẻ linh, vì cần phải cứu muôn dạng nạn nhân, trước hết phải kiếm cho được Mạo Dung Tuyết Đạt, cô nghĩ đúng không? Phải. Nếu đã như vậy, xin cô hãy nói cho chúng tôi biết bây giờ cô ta đang ở đâu. Nhưng mà tôi không muốn bán rẻ hiền chủ. Không phải, đây không phải là bán rẻ, mà là để cứu muôn dạng nạn nhân. Cô yên tâm, khi tôi gặp được cổ rồi, tôi sẽ tận hết khả năng hóa giải sự ân oán của tôi với cổ. Tôi không phương hại tới cổ đâu. Xin cô hãy tin lời tôi. Cô Nga, được, tôi sẽ dắt các ông đi gặp nguyên chủ. Khỏi đây rồi. Nhưng mà cô có biết hiện thời cô đang ở đâu không? Ngoài trừ đây ra, tôi cũng không biết là nguyên chủ đi đâu. Cô đang ở đâu vậy kìa? Nhất định phải tìm ra cổ mới được.